Chào các bác. Hôm nay em bán cái phiên cuối. Xong đó là em nghỉ Tết rồi, bởi bưu điện thì hàng ngày 23 là họ không nhận hàng nữa rồi các bác. Hôm nay em sẽ giảm giá 10% cho tất cả những mặt hàng của em. Bình thường hàng hóa của em thì do là thường thường em hay chọn đẹp cho các bác trước khi gửi ấy. Còn những cái xấu em toàn phải giữ lại, và cho nên là em bán thường thường em ít khi mặc cả hay là giảm giá. Cho nên các bác nếu mà mặc cả với em thường thường chắc chỉ được 2-3 câu là không nói chuyện với nhau được. Đấy, thực ra thì em bán hàng nó cũng quanh năm vậy mà, không nhưng mà không có thói quen là mặc cả mấy đâu. Hôm nay này em giảm giá là gần Tết thì giảm 10% cho tất cả các đơn hàng, giá em vẫn bán là vậy. Ví dụ những chậu cát này là 120 một chậu thì giảm giá đi 12.000. đấy, em sẽ giảm 10% trên các bác cứ lấy hàng thì em sẽ tính vào cái đơn hàng ấy. Tính vào đơn hàng sau đó là em sẽ giảm đi 10%. Hôm nay em vẫn bán mấy loại kiếm số 3. Số 3 là 300. Đây là kiếm số 3. Còn cái kiếm số 1 này thì em bán 300. Đấy. Đây là cây kiếm số 3, số 1 là 300. Còn cát kim cương vàng của đài. Kim cương vàng của đài thì em bán là 130. Đây là kim cương vàng của đài này. 130.000. Phụ nữ này thì là 70.000. Ở đây có Di Linh Xuân 200. 200 một chậu. Đây còn mấy chậu dinh xuân thân lù đẹp lắm, sang xuân nó mới ra được. Năm nay em hơi sai lầm là mua dinh xuân không kịp, mà lẽ ra em phải làm lô 100 cốc nữa nhưng mà chậm quá không thành công. Nếu nhanh tí nữa là em mua được rồi. Xích ngọc trắng thì em bán là 300 một khóm. Đây là xích ngọc trắng này, một khóm như này chỉ 300 thôi. Đấy, các bác mua trồng từ đầu năm cuối năm là ấm chậu và ra hoa luôn. Em đã trồng rất nhiều xích ngọc và đặc biệt là rất là dễ ra hoa. Bên này là em có cát của Thái đây, thì là 100 một chậu hàng giống. Còn năm canh trắng họng hồng hàng này là sang năm giá hoa là 150. Đây toàn kiếm số 3 với số 1 đấy, em trồng rải rác khắp nhà. Loại này nó ưa nắng cho nên em hay phơi nắng, đi tìm chỗ nắng để em phơi cho cây nó đẹp hơn. Đấy. Còn bên này là các loại kỳ em đang ươm tất cả các loại kỳ để phục vụ cho vụ xuân năm sau. Đây là cát Thái của em trồng vào hết rồi. Có là mua thì em bóc cái quả dừa ra em trồng, em gửi thì nó tiện hơn. Bên này là có hoàng kim bảo. Điện hoàng kim bảo thì em bán là 200 một chậu. Đấy, đang nụ hết rồi. Đây bông này, cái này chuẩn bị lở các bác nhìn này. Đấy, chuẩn bị nhìn thấy được hoa của hoàng kim bảo rồi. Chậu này thì là chậu lở sớm nhất nhà em này. Còn lại bình thường nó đang nhú vòi. Đây cũng chuẩn bị rồi. Đấy, hoàng kim bảo chỉ bán 200, nếu mà giảm giá đi thì còn có 180 thôi. Đấy. Còn đây là phi điệp Lào thì vẫn 100 thôi. Bên này kỳ các bác nhìn em ươm này, từ đầu còn cuối kỳ. Ngay cả kỳ những kỳ hạc vĩ thiên cung này cũng ươm. Đấy, ươm hết. Kiếm thì nhà em rất nhiều loại kiếm, từ kiếm vàng cánh bầu, kiếm vàng Thái này. Hầu như là đa số em đủ hết kiếm ấy. Riêng kiếm thì nhà em lại rất nhiều. Kiếm dễ trồng và đặc biệt là nó không bị sâu bệnh mấy. Nó chỉ bị mỗi cái bệnh gọi là bệnh lá sần. Đấy. Còn kiếm lô hội thì 50.000 một cân thôi. Kiếm lô hội nhà em bao nhiêu cũng có nhá. Số lượng nhiều lắm. Bên này tầm gửi nghiến này. Tầm gửi nghiến 50.000 một cân. Còn đây trầm rồng đỏ khi mà lên chậu các bác, nhìn chất không? Đấy, thế là em lên những cái chậu trầm rồng đỏ là em vào chậu nó nhìn nó sang chảnh lắm. Đây, có này. Đây. Có 200 một chậu, giá rẻ không mà. 200 một chậu là các bác chơi ngon rồi. Đây có chậu phi điệp tím này 300 này. 3 thân. Cái này cũng 300, 3 thân. Đây hoàng kim bảo đấy các bác. Được 2 ngồng đây. Đấy, cây rất đẹp. Tầm mấy nữa lở mà đây. Nó phỏi nhanh lắm. Đây nữa này. Đây. Còn bên này là các loại. Bên trong này là mấy loại cát ra đây. Cát em cát đỏ, cát cam, cát vàng đây. Đây là kim cương của Đài Loan này. Kim cương của Đài Loan vẫn ấn tượng thật. Đây chắc là nhiều bông quá. Đây cát của Thái đây. Kim cương đang lụ đấy các bác này, rất nhiều nhá.
số lượng tẹt ga cho các bác luôn. 130.000. Nếu mà giảm giá thì nó giảm đi còn nó hơi gần 120 đây. Còn đây là đơn cam. Đơn cam này thì pi thấy màu ầm này. Đơn cam là 200 một chậu. Còn đây cũng kiếm số 1 số 3 này, em thu gọn hết xong em trồng lại cho nó ngon ảnh thành nào. 300 một chậu các bạn. Đấy. Đây cát thái này. Còn đây là lưới Nhật, lưới Nhật em bán 180 một tấm. Đây là bếp đồng các thứ và vật tư quả thông rêu rừng dưới bụi. Cảm ơn các bác nhé. Em giảm giá em bán hết ngày 23 là khó các. Em sẽ nghỉ thôi. Còn các bác nào muốn lấy hàng qua xe thì em gửi xe thôi. Tổng gần Tết này bưu điện không nhận thì chỉ còn mỗi gửi xe thôi. Cảm ơn các bác.